Dear teachers, please find enclosed 20-color posters. Quý thầy cô thân mến, vui lòng xem tấm poster màu đính kèm trong mail. The MCC Counseling Service, in association with the Merston City Board of Education, would like to ask all Merston City high schools to join the stay-in-school campaign. Dịch vụ tư vấn MCC phối hợp với Hội đồng Giáo dục thành phố Merston muốn đề nghị tất cả các trường trung học của thành phố Merston tham gia chiến dịch ở lại trường học. Taking part is simple. Please display the posters in your classrooms. Việc tham gia thật đơn giản. Vui lòng trưng bày các tấm poster này trong lớp học của bạn is part of our ongoing campaign to encourage kids to continue their education after high school. Đây là một phần trong chiến dịch đang diễn ra của chúng tôi nhằm khuyến khích trẻ em tiếp tục học sau trung học. If you read the following information, you will understand why we believe this campaign is so important. Nếu bạn đọc thông tin dưới đây, bạn sẽ hiểu tại sao chúng tôi tin rằng chiến dịch này rất quan trọng. It really can pay to stay in school. Thực sự có lợi khi tiếp tục việc học ở trường. According to the information released by the National Labor Board, the higher a person's education, the more money he or she can make. Theo thông tin do Ủy ban Lao động Quốc gia công bố, một người có học vấn càng cao thì người đó càng có thể kiếm được nhiều tiền. For men with only a high school diploma, the average pay is $22,000 a year. Đối với nam giới, chỉ cần bằng tốt nghiệp trung học, mức lương trung bình là 22.000 đô một năm. Women with a high school diplomas earn about $18,000 a year. Nữ giới có bằng tốt nghiệp trung học kiếm được khoảng 18.000 đô một năm. Adding 2 years of school increases the yearly wages for men to $31,000 and $26,000 for women. Thêm 2 năm học sẽ làm tăng tiền lương hàng năm của nam giới lên 31.000 đô và 26.000 đô đối với phụ nữ. Finally, completing four years of university earns men $28,000 per year and women $34,000 per year. Cuối cùng hoàn thành 4 năm đại học, nam giới kiếm được 38.000 đô mỗi năm và nữ giới kiếm được 34.000 đô mỗi năm. So the choice is clear. It's important to stay in school if you want to earn more money. Vì vậy, sự lựa chọn là quá rõ ràng, việc ở lại trường thật quan trọng nếu bạn muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Thank you for your time and assistance. Together we can make a difference. Cảm ơn thời gian và sự hỗ trợ của các bạn. Cùng chung tay chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt.